Ok. Bây giờ các bạn nêu một cái project. Đây. Cái dự án mẫu mobile. Okay. Vừa. À, grid CEUD là create, read, update, delete, demo ha. Ok. Cô tạo bảng người dùng nhé. Ok. Đây, cô tạo bảng người dùng luôn nè. Những bảng người dùng ta, các bạn nhìn thấy là nó không có liên kết bảng nào. Bởi vì ở trong này không quản lý liên quan tới người dùng. Người dùng chỉ là mục đích để login vào để làm những việc khác thôi. Hiểu không ạ? Cho nên các bạn thấy nó sẽ không có tham chiếu. Đó. Còn khi các bạn tạo các bảng này, lưu ý cho cô nè. Tạo bảng thể loại sách trước. Đúng không ạ? Tạo bảng hóa đơn. Sau đến mới tạo bảng sách và hóa đơn chi tiết. Hóa đơn chi tiết sẽ là được tạo cuối cùng. Ok. Đó. Hóa đơn sau đến sách. À, thể loại sách sau đến sách. Đến hóa đơn, đến hóa đơn chi tiết. Tức là hóa đơn chi tiết phải là tạo cuối cùng. Còn người dùng độc lập thì các cái này nó sẽ tương tự nhau. Ok. Rồi. Đây các bạn để chạy mà không bị lỗi. Các bạn sẽ hay bị vướng cái lỗi này. Nghĩa là lỗi cái version. Đây, đây của cô là 27. Nhưng mà nhiều khi các bạn để 28 thì các bạn sẽ bị cái lỗi nó sẽ không tương thích. Đúng không ạ? Cho nên các bạn sửa này chỗ thành 27 cho cô. Và đồng bộ nó, synchronize nữa. Ok. Rồi. Chờ cô tí ha. Hơi chậm ha. Đây. Các bạn vào cái thư mục Java. Cái này nè, các bạn tạo có mấy cái package như sau. Package thứ nhất là package gì ạ? New cái package gì ạ các bạn? Cái đầu tiên là DAO. Đúng không? Cái thứ hai là gì ạ? Database nhé. Y chang cái bên kia ha. Database. Database. Cái thứ ba là gì ạ? Model, à adapter. Cái thứ tư là cái model ha. Model. Rồi, bây giờ ta đi vào đầu tiên nè. Ta sẽ vào cái database trước. Database trước nha. À, cái này các bạn tạm thời để đây. Ta chưa làm vội. Ta để cái database trước. Các bạn new một cái class. Cái Java class. Đặt tên là gì đây ạ? Database health
Về nguyên tắc đặt tên biến, các bạn nhìn nè, đây là class, cho nên chữ đầu tiên của class các bạn thấy là khi nào cũng viết hoa. Ok. Rồi cái thứ hai nữa các bạn nhìn là cái packet cô là đều viết thường hết. Đó là một vài quy ước chuẩn đặt tên. Ok. Được chưa? Rồi, anh này các bạn viết như sau. Cái này kế thừa cái gì ạ? Extend nhỉ? Add quilai, open helper. Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có một cái lỗi. Lỗi này là chưa gì đấy ạ? Override. Các bạn click vào bóng đèn, xong các bạn implement các cái method này là method abstract. Mà method abstract thì bắt buộc phải implement nha. Rồi, ở đây có hai cái method, onCreate và onUpgrade. Và ở đây có một cái lỗi nữa, cái lỗi này liên quan đến constructor. Các bạn phải học kỹ cái phần này ở trong cái phần hướng đối tượng. Lý do như sau. Lý do như sau, cô giải thích một chút nha. Khi các bạn coi clip chịu khó nghe ha, chịu khó nghe. Cái SQLite help open helper này nè, thì nó có chứa constructor, mà constructor này không có constructor ngầm địch. Cho nên khi có bất kỳ một class nào kế thừa anh open helper thì lập tức nó bắt các bạn phải sử dụng các constructor của cái open helper này, SQLite open helper. Hiểu không ạ? Nếu không sử dụng nó báo lỗi ngay. Đấy. Cho nên các bạn phải khai báo một constructor của database helper. Xong đấy các bạn phải gọi đến cái constructor của anh cha, phải gọi đến cái super đó, là bắt buộc phải gọi. Cái này là quy định luôn. Ok. Không gọi nó báo lỗi. Bây giờ nó sẽ hết lỗi nha. Các bạn chỉ cần khai báo là public database helper. Ok. Constructor. Tôi chưa biết cái gì, nhưng tôi phải sử dụng anh cha đã super. À, có mấy đối số các bạn? 4 đối số. Đối số thứ nhất là gì? À, context. Mà context này có chưa? Chưa, tôi để CT đi ha. Để context đi ha. Nói. Hả? À, nhưng mà các bạn sẽ hiểu hơn. Ok. Ok, sẽ hiểu hơn. Ok. Rồi thứ hai nữa là gì ạ? À, database name các bạn có thể để hằng số hoặc đặt tên nữa. Ở đây đúng không? Demo create read UD. Rồi cái tiếp theo là cái gì ạ? Version, để version để cái gì? À, một. Cái gì nữa? Factory, đến cuối cùng là version. Version để bao nhiêu? Để một, để null gì cũng được. Cái này để gì? Factory các bạn để là null. Không xác định. Rồi các bạn nhìn nào. Cái context này chưa có. Chưa có thì các bạn truyền nó vào. Ở đây có để là context. Context. Ok. Đấy, hết lỗi chưa ạ? Rồi, và trên này hết lỗi luôn chưa? Nó bắt buộc phải dùng cái constructor của cha. Hiểu không ạ? Không dùng nó báo lỗi. Và nguyên tắc dùng constructor là constructor luôn để hàng đợt trên cùng. Ở trong, ở dưới này các bạn muốn dùng gì thì viết gì ở đây thì viết. Có hiểu không ạ? Muốn viết gì ở đây cũng được, nhưng riêng constructor phải viết ở trên cục. Đấy, viết ở sau là nó bị lỗi. Ở trước này có bất kỳ một dòng lệnh nào là nó bị lỗi ngay. Hiểu không ạ? Viết sau thì ok. Đấy. Viết sau thì ok. Đó. Đấy. Viết sau thì à, đây chuỗi. Xin lỗi. Viết sau thì sao cũng được. Ok không ạ? Được chưa? Lưu ý chỗ này. Đó là nguyên tắc. Rồi, câu lệnh tiếp theo ta cần làm đó là ta tạo bảng, đúng không? Cái này là tạo bảng. À, cô tạo một bảng thôi, cô tạo bảng người dùng. Ok. Rồi, ta dùng câu lệnh là string SQL gắn bằng create gì ạ? Create table
Người. Người dùng. Ôi, hình như có viết có dấu à. Người dùng. Mở đọc tròn, chấm phẩy. Ở trong này là tất cả những cái gì liên quan đến cột, đúng không? Cột đầu tiên sẽ là user. Username kiểu gì? À, kiểu nó nằm ở đây các bạn à. Username người dùng đây. Và n va cha, cái này là của cái ngôn ngữ lập trình SQL server. Còn cái này ta để là gì ạ? Text hoặc là cha thì dành cho ai? Máy SQL. Cha dành cho máy SQL. Rồi ok. Rồi cái này ta để gì ạ? Text đúng không? Ok, có đối số có ấy không? Ủa cái này có để cha đi ha. Cha 2 hay là cha ta? Cha 2 đúng không? Cha 2. Text hả? Text đi ha. Rồi. Primary key. Có auto increment không? Có hả? Chuỗi làm gì auto increment, chỉ có số mới có auto increment thôi bạn. Không tự tăng được. Tại vì chuỗi làm sao tự tăng, đúng không? Phải enter xuống dòng. Password. Password. Kiểu text. Phải null hay not null, cái này cô không có ghi nữa nha. Phone cũng text luôn. Và cuối cùng là gì ạ? Họ tên. Cô cũng để text luôn. Ok, lưu lại. Bây giờ các bạn muốn chạy nó, ta để gì đây ạ? SQLite database. Cái chỗ này các bạn có thể để chữ DB cho nó ngắn gọn cũng được, nếu các bạn không thích. Còn không các bạn Ctrl C ở đây, các bạn Ctrl V chấm gì ạ? Execute. Cái này đưa câu lệnh SQL vào là xong được một bảng. Ok chưa? Bây giờ muốn nhập dữ liệu có sẵn của nó thì ta dùng câu lệnh gì? Insert, đúng rồi, ta nhập dữ liệu mẫu nha. Chỗ này ta gọi là nhập dữ liệu mẫu. Một số thì các bạn thấy là thường nhập dữ liệu mẫu để các bạn có thể đăng nhập được vào. Ví dụ cô sẽ có là SQL gắn bằng insert into người dùng value. Đó. Đầu tiên là admin đúng không? Ok, 123 cũng được đi ha. 123. Ok. Cái này để cái gì cũng được. Để là phone là 0000 không thấy. Cái này text mà. Để gì được? Ví dụ hương tờ. Ok, đó là một cái. Thêm cái nữa thì sao ạ? Thêm cái nữa thì sao ạ? Cái này các bạn copy xuống execute là xong. Được chưa? Thêm dòng nữa, các bạn thêm một dòng vào đây nữa, insert tiếp cũng được, chấm phẩy insert nữa hoặc là phẩy cái value thôi. Đúng không? Ok. Rồi, bây giờ cô nhập một cái dữ liệu mẫu. Ok, Ctrl S xong. Đã xong DB helper, chỗ này tạm thời bỏ qua. Chỗ này chẳng qua các bạn drop, xóa nó đi và tạo lại thôi. Ok. Cho nên chỗ này bỏ qua. Xong cái này rồi, bây giờ ta đến nè. Cái thứ hai là cái cũng rất là quan trọng, đó là model. Các bạn nhìn model nhé. Tại sao lại có cái model này? Thông thường cái model các bạn nhìn nhé, thì nó model chính là một cái thực thể, hoặc ta gọi là một cái class cơ sở. Nó mô phỏng lại toàn bộ cái database. Okay. Vậy cái này người dùng, tôi sẽ có class là người dùng. Đồng ý không ạ? Và đây có mấy trường ạ? Có 4 trường, thì trong class của tôi có 4 cái field, 4 cái property. Hiểu không ạ? Rồi các bạn nhìn nhá. Trong model này tôi sẽ tạo một cái class new, một cái Java class, đó là người người dùng. Ok. Và nó có 4 cái field. 4 field này đều là string. String. Cái này là họ username, đúng rồi. String pass word. Pass thiếu chữ S ha. String
phone, string, họ tên. Ok. Và các bạn tạo constructor, getter, setter cho nó. Các bạn insert, generate cái gì đấy ạ? Getter, select all, bôi hết, ok. Xong chưa? Cái này là getter rồi thì ta thêm cái setter vào đây nữa. Generate, setter, ok. Được chưa? Ok chưa? Rồi, cái này các bạn hoàn toàn có thể để là price. Về ok. Ý nghĩa của private đó là bảo mật dữ liệu. Các bạn nghe nè, trong lập trình hướng đối tượng thì cái này được gọi là dữ liệu nha các bạn. Và cái này được gọi là phương thức để truy xuất vào dữ liệu. Và dữ liệu về nguyên tắc là phải để private để nó bảo mật. Ok. Để bảo mật dữ liệu. Và các bạn truy xuất thì phải truy xuất thông qua phương thức. Rồi các bạn tạo constructor để nó có thể truy xuất dễ dàng nữa. Tạo cái generate, cái constructor. Constructor đầu tiên là có 4 đối số. Rất dễ đúng không? À, rất nhanh, cái này làm dễ lắm. Cái này không có ý nghĩa gì, mình chỉ hiểu cái bản chất thôi. Hiểu không ạ? Mình chỉ hiểu bản chất thôi. Và nhiều bạn tạo thêm constructor không đối số nữa cũng được, hoặc là một đối số. Hiểu không ạ? Đây, các bạn có thể tạo thêm một cái constructor không đối số. Generate cái constructor không có đối số nào. Ok, cũng được luôn. Thì các bạn copy cái này xuống cho cô. Không thưa các bạn, để đây là gì ạ? Không có gì, gạn giá trị ban đầu cho nó thôi. Không có gì, chính xác. Ok, được chưa? Cái này không có đối số thì đương nhiên là tôi không biết gán cái gì rồi. Tôi gạn trống ban đầu cho nó, để tránh trường hợp nó nhận giá trị null. Ok, trường hợp này là để đảm bảo nó không nhận giá trị null. Đó, tất cả các trường nó có dữ liệu. Được chưa? Chỉ có dữ liệu đây trống thôi. Vậy là cô đã xong cái phần mô đồ. Xong chưa? Xong phần mô đồ, các bạn có ý kiến gì về mô đồ? Có câu hỏi gì về mô đồ nữa không? Không có mô đồ nữa thì bây giờ cô bỏ sang cái phần DAO. À, DAO này dùng làm gì? Tại sao lại có anh DAO? Cô vừa làm gì á? Rồi. Cô new một cái người dùng DAO. DAO. Ok. Người dùng DAO. Vậy trong cái DAO này nó chứa những cái gì đây? Thì cái này nó sẽ chứa những cái phương thức mà các bạn làm việc với cơ sở dữ liệu. Thêm, sửa, xóa, view. Ok, các bạn viết hết ra đây. Chưa? Bây giờ insert nhá. Insert thì có public void. Insert. Ví dụ người dùng. Được chưa? Mà insert thì cần cái gì ạ? À? Bao nhiêu trường để insert? 4 trường để insert. Vậy tôi sẽ phải khai báo 4 cái trường ở đây. String, user, name, string, password, string, phone, string, họ tên. Được chưa? Đó. Nó không return gì cả. Được không ạ? À? Rồi. Cái thứ hai là insert rồi ta phải có up. Up gì ạ? À? Update. Được chưa? Rồi. Bây giờ bị update thì ta cần phải cái gì? Update cần cái gì ạ? À? Nghe. Update cần cái gì? Bây giờ hỏi nha. Hả? ID. ID, đúng rồi. Một là cần ID. Vậy tôi hỏi nè, trong trường hợp này username có quyền update không? Bây giờ các bạn nhập username có sửa không? Sửa hay không? Thường là không sửa. Nếu sửa sẽ gặp rắc rối. Rất nhiều rắc rối mà phải có kỹ thuật về database mới xử lý nó được nha. Bình thường không xử lý nó được đâu. Chắc chắn luôn. Phải có update, tức là
Tức là cascade, tức là đã update bảng này nó phải update luôn cái bảng kia. Ví dụ như vậy, nó đều có mối liên kết. Update một cái khóa chính nó nguy hiểm đến những khóa cái bảng bên cạnh. Có hiểu không? Cho nên nếu các bạn ok thì các bạn không update, không có sửa. Ok, hoặc là xóa luôn, không sửa. Nếu sửa thì phải thêm một vài kỹ thuật nữa. Nhưng mà riêng cái bảng này á, thì nó không có kết nối với bảng nào. Bảng người dùng không kết nối cho nên cũng không ảnh hưởng. Nhưng có kết nối là có vấn đề. Hiểu không ạ? Nó gặp nhiều vấn đề. Đó. Vậy các bạn phải có, nếu mà sửa luôn cả username thì các bạn phải có username cũ và username mới, đúng không? Đồng ý không? Đồng ý không? Đó. Username cũ và username mới. Vậy bây giờ ta có nè, public void update người dùng. Rồi các bạn nhìn nhá. Đầu tiên là username cũ, các bạn phải để string old ID. Cô để là cũ ha. Rồi các bạn tiếp, các bạn bốn cái này cho cô, cái này đều là mới hết nha. Ok, được chưa? Hiểu không? Hiểu chỗ này không các bạn? Đây. Đây các bạn nhìn nè. Cái này là string OID, là để tôi biết là tôi đang sửa cái ID nào. Ok. Còn cái này là ID mới. Các bạn gì đấy ạ? Cập nhật thay đổi. Cái này password mới, các bạn cập nhật thay đổi. Phone mới thay đổi. Và họ tên mới thay đổi. Ok. Được chưa? Rồi vậy nó có 5 trường dữ liệu lận. Cái này nó chỉ có 4 thôi. Cái này nó chỉ có 4 thôi. Trong cái này nó ở dưới nó có 5. Ok. Rồi. Một cái nữa là các bạn gì đấy ạ? Xóa đúng không? Delete. Bây giờ cô bỏ cái chữ người dùng đi. Cô bỏ chữ ND đi để các bạn nhìn cho rõ ha. Tôi khỏi chữ nên tất cả giống nhau mà. Sau này copy các bạn đỡ phải thay đổi. Ok. Public void. Delete. Xóa thì cần cái gì truyền vào để xóa? ID thôi. Đúng không? Ok, chỗ này ta để string ID. Hoặc ta để username được không? Username. Cái này old username. Ok được chưa? Ok không các bạn? Được chưa? Hiểu chỗ này không? Rồi, con cái lõi đã viết chưa ạ? Lõi từ từ viết ha, từ từ ta cập nhật. Rồi, còn hàm gì nữa không? Còn method gì nữa không? Trong cái này còn thiếu cái method gì nữa? Huy, thiếu method gì nữa Huy? Tôi có thêm sửa xóa rồi. Bây giờ tôi còn gì nữa Huy? Đúng rồi, tìm kiếm. Bây giờ ta list lấy nó ra. View, đúng không? View ta có view by ID, view by, view all, lấy toàn bộ. Đúng không? À, đây. Nhìn nè. Nếu mà lấy, ta lấy xuống. Ta lấy xuống, lấy toàn bộ thì ta đổ vào đâu ạ? Theo các bạn đổ vào đâu? Nó là một cái danh sách đây nha. Danh sách thì ta thường đổ vào đấy. Array. Array list. Chính xác. Đúng không? Rồi ok các bạn nhìn nha. Public array list. À, array list người dùng đúng không? Người dùng. Đó. View all. View toàn bộ, list toàn bộ đúng không? List toàn bộ thì có đối số mà. Không có đối số, chính xác. Và nó phải return cái gì các bạn? Một cái array list. Người dùng list. Tạm thời cố gắng thằng nôn đi ha. Và ta return gì? Return cái list thì nó hết lỗi. Được chưa? Rồi cái lỗi ta viết sao ạ? Viết xong. Đồng ý không ạ? Rồi một cái method nữa mà các bạn cần đó là view by ID. Tức là ta chỉ lấy mỗi cái một dòng thôi. Đúng không?
lấy một dòng để làm gì? Để sửa hoặc xóa, đúng không ạ? À, public buy đi thì ta trả về có một dòng thì ta để trả về gì đấy? Người dùng luôn được không? Người dùng luôn. Đối số trả về là người dùng luôn. Và cái này là view by ID. Đương nhiên ID sẽ trả về một rồi. Đối số có không các bạn? Có đối số không? Đối số là gì ạ? Đối số là username, chính xác. String username. Và ta cũng là return người dùng đúng không? Null trước đi ha. Ta làm sao return? Thực ra các bạn return null cũng được, nhưng mà tôi viết này để các bạn lần sau đỡ phải khai báo thôi. Rồi, còn tìm kiếm theo cái gì nữa? Nếu các bạn muốn tìm kiếm theo cái gì ạ? Username hoặc họ tên, đúng không? Rồi gì nữa? Vậy thì đối số để như nào thì hợp lý các bạn? Nếu tôi tìm theo nhiều cái thì các bạn để như nào hợp lý? Để như nào hợp lý? Muốn làm một method hay là nhiều method? Một method nó sẽ hay hơn. Nhưng mà khi một method thì cái đối số truyền vào sẽ phải là rất linh động. Đối số sẽ là gì? Một chuỗi bất kỳ hay là sao? Hay là sao? À, bây giờ sao nhỉ? Bây giờ ngồi giải thích ha. Bây giờ giải thích nha. Tìm có rất là nhiều kiểu tìm. Có một ô thôi. Một ô thôi. Các bạn để cái tìm ở đây. À, để như vậy thì các bạn không biết tìm bằng cái gì. Thì các bạn có thể là gì đấy ạ? Tìm theo cái gì? À, để cái này một cái option đây. Thêm cái option nữa. Cái này là spinner nữa. Tìm theo cái gì đó. Thì cái này là một cái đối số truyền vào đúng không? Hoặc là đó là một cách thôi. Một cách nữa là các bạn tìm đồng thời. Tôi vừa tìm theo username, tôi vừa tìm theo họ tên chẳng hạn. Tại vì username tôi nhớ mang máng là tôi không nhớ chính xác, đúng không? Và tôi muốn tìm theo họ tên hoặc là số điện thoại cái gì đó. Tức là tìm theo điều kiện và. Nhưng mà như vậy thì rất phức tạp. Ở chỗ như này nè, cái giao diện của cái Android nó rất là nhỏ, hiểu không? Tìm mà quá phức tạp nó sẽ làm rối cái giao diện. Thông thường những cái tìm mà NNN nhiều thứ nó hay tìm ở trên web, hiểu không ạ? Advanced Search á, search nâng cao là hay tìm ở đâu? Ở web nhiều. Còn ở trên Android thì các bạn thường thường người ta làm tối giản, hiểu không ạ? Tìm một field thôi. Tìm một field thôi. Mà field này các bạn có thể là tìm theo vừa cả họ tên, tại vì cái này chuỗi hết mà, hiểu không? Thì các bạn lấy một đối số truyền vào, hiểu không ạ? À, đối số truyền vào. Bây giờ file đây, public trả về. Cái này trả về một người hay là nhiều người các bạn? Nhiều, bởi vì tìm gần đúng mà. Tìm gần đúng thì trả về nhiều, đúng không? Trả về nhiều, vậy ta sẽ có là public release. Và đây ta gọi là file tìm kiếm, đúng không? File. Đối số ta sẽ là một chuỗi thôi. Hoặc là search file, hoặc là đối số string. String gì đấy ạ? À, biến file về file đi ha. Rồi, ta cũng như vậy. Tức là một đối số thôi, nhưng các bạn có thể chọn nhiều. Các bạn dùng cái hoặc. Dùng cái hoặc nhá. Không dùng và, dùng hoặc. Ok, điều kiện hoặc ha. Các bạn phải xác định được cái mục tiêu tìm kiếm của mình, mình làm như thế nào. Ok. Còn nếu như bạn khác mà muốn tìm một kiểu khác thì các bạn cứ chia sẻ, cô sẽ hướng dẫn. Còn cái này là tìm theo điều kiện hoặc, nghĩa là hoặc username bằng cái đó, hoặc là phone bằng cái đó, hoặc là họ tên bằng cái đó. Đặc biệt không tìm theo password nhá. Không có ai search password hết trơn. Ok. Đủ chưa? Tạm thời đủ rồi. Đồng ý không? Đủ chưa? Ok. Rồi.
Bây giờ ta đặt một cái câu hỏi như này nè. Bây giờ cô muốn insert dữ liệu vào thì làm sao ạ? Ở đây ai biết insert? Đầu tiên ta phải làm gì ạ? Insert dữ liệu. Đầu tiên phải khởi tạo database. Đúng rồi, khởi tạo database như nào? Đây, các bạn có thể vào đây các bạn coi database ta khởi tạo là gì? SQLite database, đúng rồi. Ok, gì nữa? DB. Gán bằng gì ạ? Gắn bằng gì? Gì em? Hả? À, new database helper. Database helper. Nó phải, tại vì nó khác package, thấy không ạ? Nó import vô. Rồi, đối số truyền vào của ta là gì? Là context, đúng không? À, vậy bây giờ ta phải khởi tạo gì đấy? Người dùng đâu? Public. Người dùng đâu? Đưa cái context vào. CT. Được không? Và chỗ này ta để gì đây các bạn? Context. CT. Đít chấm CT bằng CT. Cái này ta truyền vào cái gì ạ? Context. Nó lỗi cái gì các bạn? Khai. Database helper. Từ từ. Khoan, cô viết ngoài này luôn các bạn ạ. Đây. Đây. Database helper DB gán bằng new database helper. Đúng chưa? Ok. Đúng chưa? Ok. Rồi. Bây giờ các bạn muốn để nó đọc dữ liệu, write dữ liệu ta phải để sao hả? Write được dữ liệu ta phải để sao? DB chấm gì ạ? DB gắn bằng gì ạ? Sao? À, đây gọi. DB helper. Lỗi nè. Cái này để ra ngoài nha. Okay. Đúng chưa? Ok, DB thì phải bằng cái gì ạ? Cái này là gì? Đây. Get reliable database. Cái này là SQLite. Đây. Copy Ctrl C. Ctrl C. MyDB gán bằng. Đúng chưa? Đúng chưa? Ok. Có hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? Bây giờ cô giải thích nè. Nghe nè. Bây giờ bắt đầu mới giải thích nha. Giải thích lại cái câu lệnh này nè. Nếu bình thường các bạn viết trong một số hướng dẫn, nó sẽ viết câu, người ta sẽ viết câu lệnh là insert dữ liệu vào đây luôn. Đồng ý không? Mà ở trong này thì nó là môi trường gì? Môi trường của cái này nó sẽ SQLite Open Helper luôn. Thì bản thân nó SQLite DB này, người ta sẽ là bằng dit.getReliable. Có hiểu không ạ? Nhưng mà bởi vì cô đang ở một cái class khác, đồng ý không? Cô muốn sử dụng cái database này, mà muốn sử dụng cái môi trường database này thì cô phải khởi tạo nó.
Được chưa? Cô phải new một cái object của nó. Ok. Và cô phải lấy cái môi trường database đó. Cô là db.getReliableDatabase để cô xét cái database của cô có khả năng đọc hay là khả năng ghi. Ghi dữ liệu lên SQLite. Hai câu lệnh này sẽ viết như thế này. Đầu tiên bước 1 là khởi tạo anh này là xong, đúng không ạ? Khởi tạo anh này xong, bước thứ 2 tôi mới tạo một cái database của cô. Database này các bạn có thể là tạo cục bộ hoặc là tạo ở ngoài, toàn cục. Ok, nó không có liên quan với nhau. Được chưa? Và cô ghi hay đọc thì cô đều ghi ở trên cái database mà cô đã khởi tạo bên này rồi. Được chưa? Đấy. Vậy để làm được database ta phải có hai dòng này. Dòng thứ nhất là dòng khởi tạo một cái object là database helper. Dòng thứ hai là tôi phải set cái database của cô. Cô phải set cái database này nè. Và nó cho khả năng của nó là có thể đọc hoặc là ghi ở trên này. Ok? Chưa? Rồi. Bây giờ để đọc dữ liệu thì nó có nhiều cách. Có một số cách là dùng câu lệnh insert into. Đúng không ạ? Có cách là dùng cái content. Đúng không ạ? À, thì như nào nhỉ? Content như nào em? Content value. Đúng không? Content value. Value bằng new content value. Ok. Xong để các bạn mới lấy là value chấm gì ạ? Value chấm put, đúng không? Put thứ nhất là ta put cái username. Ok. Cái key nè, khoan nghe nè, nhìn nha, cô sẽ để các bạn coi nè. Cái key của ta chính là cái tên của cơ sở dữ liệu, đúng không? Tên của cột ở trong cơ sở dữ liệu. Vậy khi có put thì cô phải xem cơ sở dữ liệu của tôi là gì. Username phải. Cái dữ liệu cô đưa vào là anh này phải không? String này. Cái này là value của nó, có phải cô truyền vào không? Đúng ạ. Nhớ nha, cái thứ nhất là tên trong tên cột ở trong database. Cái field thứ hai, cái đối số thứ hai, nó là giá trị mà cô truyền ở ngoài vào. Ok. Tương tự ta có 4 cái, bây giờ 1, 2, 3, 4. Xong chưa? Ok, vậy cái này sẽ là gì đây? Password. Cái này là phone. Nên copy khỏi lộn. Nhiều bạn hay gõ lộn họ tên. Đấy. Ok, và đây ta sẽ là gì đây? Password. Cái này là phone. Cái này là họ tên. Xong. À, tùy cách nào cũng vậy. Ok. Cô muốn thể hiện các bạn đây là một cách, các bạn thể hiện cách khác cũng được luôn. Và các bạn có thể chia sẻ. Đúng rồi, chính xác. Cách nào cũng được. Rồi, cái này là dùng cái gì nữa đây? Cái tiếp tục là gì đây ạ? À? Cái gì ạ? À? mydb.insert. Nhìn nè. Insert thì đầu tiên là tên bảng, sau đấy là column null, null column hash, sau đấy đến cái value. Ở đây ta có tên bảng là gì? Người dùng. Cô nhớ không nhầm là người dùng. Đó, phải null. Phải null không? Phải value. Cái value này nè, trên một đây. Được chưa? Xong. Rồi, một cái gợi ý nữa nè. Đây là nếu mà ok thì nó thành công, mà không ok thì nó không thành công. Thì bây giờ để làm sao mà biết thành công hay không thì cô sẽ gợi ý một chút. Nghĩa là câu lệnh insert này nó trả về một cái giá trị là long. Đây, vị trí cuối dòng. Đây, thấy chữ long chưa?
nó nằm ngoài này có chữ lon thấy không? Dạ. Ráng nhìn nhá. Ở ngoài cùng thấy chữ lon không? Ờ, đúng rồi. Thì cái insert đây nè. Đây, thấy chữ lon chưa? Dấu chấm và chữ lon. Vẫn không thấy hả? Dạ. Enter xuống dòng đi. Nó mất tiêu rồi. Không thấy gì hết trơn. Thôi, nó trả về long thì các bạn có thể return. Nó thực thi xong vẫn return được một cái giá trị là long ở đây. Cái long ở đây có nghĩa là gì đây ạ? Long. Long. ID của nó, vị trí của nó là position post bằng cái vị trí xuất hiện của nó và em các bạn return cái position. Cái này mà lớn hơn không, lớn bằng không có nghĩa là thành công. Hiểu không? Lớn bằng không có nghĩa là có chèn được. Còn không thì nó không chèn được. Hiểu không? Đây. Thì các bạn có thể kiểm tra cái này nữa. Cái này là có bonus thêm thôi nha. Cái này không cần thiết. Có nhiều cách để các bạn check. Ok. Rồi. Xong có là insert. Update tương tự, update viết y như cái này không khác gì cái gì, chỉ có thiếu một cái điều kiện thôi. Bây giờ ta xem điều kiện như thế nào nha. Cô viết luôn cái insert vào, update vào, update. Bây giờ các bạn cũng vậy, ta cũng copy cái này đưa vào. Bây giờ cô copy hết cái nhóm này vô đây. Khỏi đi, cô copy đến đây đi. Đến đây. Cũng my database, cũng writeable database, cũng values, cũng put value cái này. Tức là sửa cái nào nó put cái đấy, không sửa thì nó lấy cái cũ. Nó put vào đây. Và cái này các bạn update mydb chấm gì ạ? Update. Update thì nó khác một chút xíu. Đầu tiên vẫn là cái người dùng. Ok. Cái bảng. Đầu tiên vẫn là bảng. Đúng ạ. Sau đó nó là cái gì ạ? À, cái thứ nhất đó là cái cột where, string where clause, tức là cái mệnh đề của nó. Where gì ạ? Where username. Đâu, where username cái gì ạ? Username bằng chấm, chấm hỏi. Đúng không? Sau đó đến một cái hàng, hàng số, đúng rồi. À, một cái điều kiện. Mà điều kiện này á, nó phải là mảng. Nó là mảng. Và mảng cái này phải là mảng string. Đúng không? Ok. Vậy mảng string nó sẽ là viết như này. Cô xuống dòng cô viết nha. New string. Cái này là user name. Khoan, mấy đối số, coi lại. Khoan, cô coi mấy đối số các cái. Đúng rồi. À, thiếu cái gì á? Thiếu cái value. Value đây, cô xin lỗi. Đúng chưa? Nhìn nè. Tôi cập nhật vào bảng nào và những cái giá trị nào được cập nhật với điều kiện gì, mệnh đề where và value tương ứng với mệnh đề where. Ở đây có bao nhiêu dấu chấm hỏi thì ở đây sẽ có bao nhiêu cái đối số. Có thể các bạn where chấm hỏi n cái gì đó chấm hỏi nữa, hiểu không ạ? Ví dụ có n nữa nha, các bạn có thể n password bằng chấm hỏi, ví dụ vậy. Hiểu không ạ? Thì chỗ này các bạn phải thêm một cái phẩy nữa. Các bạn phải thêm một cái phẩy chỗ này nữa. Password vào đây nữa. Bởi vậy chỗ này nó mảng là vậy. Ok. Được chưa? Ok, xong. Nó chỉ khác một chút xíu này thôi, ở đây thôi, còn lại giống nhau hết. Thấy không ạ? Rồi. Ok.
Rồi còn gì nữa? À, đây là sửa. Xóa, xóa thì sao? Vẫn là cái này đúng không? Đúng không? À, vẫn là cái anh này. Rồi gì ạ? À, các bạn có thể kèm cái cập nhật thành công bằng cái này trả về chu hoặc phone cũng được. Hiểu không? Nếu thành công thì bạn để chu, ngược lại các bạn để phone. Ok. Rồi. Và tót sau, tót là bên ngoài giao diện. Còn cái này để chu phone, cái này không có contact. Cái này không phải activity, không ở giao diện, các bạn không tót được. Ở cái này chỉ thực thi hành động thôi. Nhá. Rồi ta có gì ạ? MyDB chấm gì ạ? Delete bảng nào? Người dùng. Ok. Phẩy. À, que gì ạ? À, cái này copy được không các bạn? Copy được luôn nha. Đấy, nó hay vậy á, giống nhau y chang, chỉ cần copy thôi. Xong. Dễ không? Không gì. Mất hứng quá. Tôi thấy từ nãy giờ làm thì có gì đâu. Đúng không? Dễ mà. À, giả tạo. Được chưa? Chơi. Thôi dừng đây cái đã ha. À, ta làm thêm cái gì nữa? View on đi ha. View on để ta làm cái giao diện. Thực ra cái này các bạn, nếu mà demo các bạn trong một buổi mà làm hết tất cả những cái này á, trong vòng một tiếng không kịp. Hiểu không? Cô Lam vừa hướng dẫn tất cả những cái này, ít nhất phải một buổi, mấy tiếng ngồi. À, chắc nên là cái này phải cắt ra nhiều phần. Bây giờ view on thì sao các bạn nhỉ? Readable đúng không? Vẫn cái câu này các bạn là vẫn phải có nha các bạn. Muốn truy xuất vào database thì vẫn phải có anh này. Cái này đọc thì ta dùng ấy hả? Get gì ạ? Readable DB database. Xong chưa? Rồi bây giờ làm gì? Câu lệnh select đúng không? Câu lệnh select của ta là string SQL gắn bằng select sao from người dùng. Xong rồi tiếp tục ta tạo con trỏ thì sao, tạo sao ạ? Cursor hả? Cursor gì nữa? CS. Cursor có đặt là CS bằng gì? My DB chấm gì ạ? Raw query. Cái này nè là có đối số không? Ta có đối số không ạ? Không có đối số thì cái cuối cùng các bạn để gì? Cái này là SQL. Có đối số không? Không có đối số ta để là null được không các bạn? Được chưa? Đúng không? Xong cơ sở rồi thì làm cái gì? Ta đổ vào array list các bạn ơi. Lấy được ra một cái con trỏ rồi. Con trỏ này nó gồm hàng và cột nha. Và lưu ý nè, về nguyên tắc của con trỏ này các bạn. Đây, giả sử cái này là hàng và cột nha. Hàng, cột. Thì con trỏ nó trỏ theo hàng. Hiểu không? Con trỏ là nó trỏ theo hàng, khi trỏ theo hàng rồi tôi quay theo hàng rồi thì lấy cả cột nó ra cái cell. Hiểu không ạ? Hay con trỏ, trỏ là nó trỏ theo hàng, next một cái nó xuống hàng tiếp theo. Hiểu không? Next một cái nữa nó xuống hàng tiếp theo. Con trỏ là trỏ theo hàng nhá. Ok, được chưa? Lưu ý, nhớ là con trỏ nó sẽ trỏ về một cái bảng gồm hàng và cột. Và cái con trỏ nó sẽ trỏ vào đầu từng hàng một nhá. Ok. Rồi bây giờ ta làm sao đây? Ai có cái code này nào? Làm sao để ta duyệt con trỏ nào? Why gì đây? Why? Dùng vùng lặp để duyệt con trỏ. Nó là nhiều hàng mà các bạn. Con trỏ cursor chấm gì? Không phải, move to first là để đảm bảo con trỏ về đầu. À, move
to next. Đây, bây giờ chỉ nè, move to first, các bạn nên để đây nè, cursor.move to first, để đảm bảo nó con trỏ luôn ở đầu, hiểu không? Đó, để con trỏ luôn luôn ở đầu tiên, không lỡ nó đang đi lang thang ở đâu đó, nó không có chính xác nữa, đúng không? Đưa về đầu. Xong cái này move to next. Mỗi lần nó next một cái là các bạn sẽ duyệt. Bây giờ các bạn sẽ lấy từng cái dòng một. Bây giờ nghe nè, Aurelis của chúng ta sẽ là mỗi Aurelis là một người dùng, đúng không? Bây giờ muốn đổ dữ liệu vô Aurelis thì ta phải ép nó về người dùng đã, đúng không? Vậy tạo một class là người dùng đã, một object là người dùng đã. Ta lấy dữ liệu từ database đổ vô cái object đó. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái object là người dùng. Các bạn nhìn nha, tôi sẽ tạo một cái object là người dùng nd bằng new, không new, tôi bằng null luôn đi ha, null trước đi. Ok, xong tôi sẽ lấy dữ liệu từ database xuống, tôi đổ vào ở trong cái người dùng này, object này. Ok chưa? Ví dụ tôi sẽ có là string username gắn bằng cursor chấm gì ạ? Get string. À, nó sẽ lấy theo gì ạ? Nó bắt đầu từ 0 hay từ 1? Cột của nó là bắt đầu từ 0 hay từ 1? À, cột bắt đầu từ 0. Rồi, password. Cái này đến họ tên, đúng không? Username là cái này là password. Cái này là phone. Cái này là họ. Họ tên. Oh my god. Em ơi, bình tĩnh. Đang chạy dễ hư hồ cứng lắm. Em tắt máy đi. Cái này sẽ là gì ạ? 1, cái này sẽ là 2, cái này sẽ là mấy ạ? 3. Rồi, cái này sẽ là ta đổ cái này vào cho người dùng, ta sẽ người dùng bằng new người dùng. Ta có username, password, phone và cái này là họ. Họ tên, xong chưa? Sau đó ta sẽ add vào đâu? Add vào list, đúng không? Đây, list nè. List chấm add người dùng. Xong. Sau cái vòng lặp while này, cô sẽ có cái anh list rồi. Hiểu không? Đây nha. Bước 1 nè. Cái này là tôi lấy từ database lên, tôi gán vào từng biến một. Đồng ý chưa? Sau đó tôi sẽ tạo một cái object là người dùng. Tôi sẽ add nó vào cái object này, add toàn bộ dữ liệu vào object. Và sau đấy cô sẽ đưa mỗi một cái người dùng này vào cái list. Mỗi lần con trỏ next cô lại đưa nó vào list, next cô lại đưa nó vào list là cái dòng này. Ok. Xong chưa? Rồi. Những cái khác làm tương tự. Tìm kiếm cũng vậy, tìm kiếm thì khác cái gì ạ? Có mệnh đề que thôi, tìm kiếm á. Có mệnh đề que thôi. Ok. Rồi, bây giờ nghe nè, nghe. Ta sẽ làm một cái view. Ta lấy dữ liệu lên được không? Nhá. À, bây giờ cái này tạm thời ta xong rồi. Bây giờ các bạn nhìn thấy ở chỗ là cô sẽ vừa tạo nè, DAO có rồi, database xong rồi, model cũng xong rồi. Bây giờ cô sẽ làm activity và làm gì đấy? Adapter. Cố gắng nhanh cho xong nha, tất cả những cái này. Thêm sửa xóa ta sẽ làm sau. Cái method làm xong rồi, bây giờ lần sau ta sẽ làm giao diện thôi. Bây giờ ở chỗ này nha. Ồ, nó list không có ra là sao ta? Đây. Cái này 2727. Text view, cô bỏ text view đi ha. À, rồi, ok. Rồi các bạn nhìn nha, cô sẽ kéo thả một cái list view vào đây. Đồng ý không? Các bạn nhìn nha, cô sẽ tạo kéo một cái list view.
nắm một cái lead view kéo vào đây. Keep silent, keep silent. Keep silent please. Match parent. Cái này cô để match parent luôn. Ok. Cái absolute này cô bỏ cái anh này luôn. Đã bỏ ID chưa? Chưa, bây giờ ta để cái ID của nó, ta để cái gì ạ? Lead người dùng. Lead view người dùng. Rồi, xong. Ok. Bây giờ nghe nè, nghe nè. Trật tự nha. Bây giờ các bạn, ta sẽ làm một cái adapter. Ok. Vậy bây giờ cô sẽ ánh xạ từ cái activity này qua cái giao diện này. Cô sẽ ánh xạ như sau. Lead view. Lead view. List. Người dùng. Đây, cô ánh xạ vào đây. List người dùng gắn bằng lead view. File view by ID error.id.leadview người dùng. Ok. Đó. Cái này cô chỉ cần một cái ánh xạ này thôi. Bây giờ các bạn nhìn nha. Một là bây giờ cô làm một cái demo, chưa lấy từ database xuống, mà cô làm một demo là cái dữ liệu bị fix cứng nha. Tức là cô làm một cái dữ liệu giả lập bằng list, array list ha. Bây giờ nhìn nào. Array list người dùng. Tí nữa khi đổ vào các bạn chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi là ra. Array list người dùng. Đó. List gán bằng new array list người dùng. Cái này cô để new ha các bạn. Cái bên người dùng đâu nè. Cô để đây, đừng để null ha. Cô để là new gì đấy hả? Không bị lỗi ấy nha. Cái này hay quên lắm. Đó, trước khởi tạo. Nếu trước khởi tạo như này nó sẽ báo null point exception. Hiểu ạ? Trước khởi tạo nó báo null point ngay. Đấy, bây giờ cô khởi tạo bên này đi ha. Rồi, giả sử như mỗi lần cô add dữ liệu vào cho nó ha. List chấm add new người dùng, cô để là ví dụ như là abc gì đó, phẩy c cái này là một đồng chí đúng không? Rồi thêm người nữa, cô canon c, cô bỏ canon v vào đây. 11111. Ok. Rồi, cô làm hai người thôi. Nghĩa là trong cái list view này nè, danh sách này cô chỉ có hai cái object thôi, cô làm tạm thời. Bây giờ cô đổ xuống cái anh này. Thì muốn đổ xuống list view các bạn lưu ý phải có một cái adapter. Mà cái adapter thông thường, array adapter không dùng được với trường hợp phức tạp. Cho nên ta phải tạo một cái adapter riêng dành cho người dùng. Đồng ý không? Ok. Vậy bây giờ các bạn vào người dùng, vào cái adapter này nè. Các bạn tạo new cho cô một cái adapter là người dùng adapter. Ok. Đó. Người dùng adapter. Ok. Rồi, bây giờ với người dùng adapter các bạn kế thừa cái gì đây ạ? Extend cái gì ạ? Base adapter. Và thấy nó lỗi thì ta thiếu cái gì? Implement toàn bộ các cái method này. Ok. Đồng ý chưa? Rồi. Bây giờ các bạn sẽ có nè. Cô sẽ tạo một cái constructor để cô dùng nó. Đó là người dùng adapter. Public người dùng adapter. Đối số thì cô truyền vào hai đối số thôi. Đó là context và ArrayList. Đồng ý không? Đối số ta có hai đối số các bạn nhé. Context
Đó, cô để là CT và array list. Đó, người dùng luôn. Ok, list. Đấy, và cô truyền vào. Cô truyền vào thì truyền ở trên này thôi. Đây, copy cái này, Ctrl C, Ctrl V. Array list, người dùng. Ok. Đó, ở đây cô sẽ có gì đây ạ? Did.context gắn bằng context. Không thì các bạn để đây chữ context nhìn cho dễ ha. Context. Và did.list danh sách gắn bằng list. Xong chưa? Đây cô cần cái đấy. Nghĩa là cô sẽ truyền vào một cái danh sách và adapter này nó sẽ nhận cái danh sách này. Được chưa? Ok, bây giờ ta sẽ làm sao? Get count thì ta để gì đây ạ? List chấm gì? Assign. Với mảng thì là chấm len, còn với array list các cái con collection thì chấm chấm size. Get item. À, cái này chưa cần tới thì bỏ đây, còn nếu mà cần thì các bạn để cho cô là gì ạ? Cái này không có dùng nha, không để lon ha. Cái này nè, nếu các bạn để là object thì các bạn return là list.get y. Ok. Nó trả về một object, thấy không? Rồi ok, dừng, bây giờ đến get view. À, cái get view này cực kỳ hay. Cực kỳ hay. Cô đã gửi các bạn chưa? Cô gửi rồi, gửi trên MS rồi, các bạn mở MS ra coi. Được chưa? Đầu tiên cái trong kia nó là convert view đúng không? Convert view đúng không? Thì cái này ở đây nó là view. Và return ta sẽ return cái view này các bạn nha. Rồi, đầu tiên phải là gì nhỉ? Đầu tiên là gì Khôi? Thấy chưa coi. Trời, mất thường gì? Thấy gửi lên thôi. Nếu cái view này mà null, nếu cái view này mà bằng null, nghĩa là cái view này chưa có gì, thì các bạn sẽ khởi tạo cái view. Đúng không ạ? Còn ngược lại có rồi thì ta sẽ làm việc khác. Đã coi chưa? Coi chưa? Rồi, bây giờ nè, cái view này sẽ gắn bằng gì đấy ạ? View gắn bằng gì? Chưa coi, mấy đứa này chưa coi. Bây giờ cái cách làm này khác. Ok, bây giờ chỉ nè. Đây, convert view đây. Adapter, adapter. Nhìn nè. Đây, nếu cái view này mà null thì nó sẽ gắn là cái view holder. Bây giờ cái view holder nè, coi cái view holder nè. Nó là một class, bây giờ tạm thời như này đi ha. Convert view này tôi sẽ gắn bằng inflate của anh này. Inflator ha. Đây nghe này, từ từ đã. Từ từ tí nữa nói, tôi nói cái holder sau. Rồi, cái inflator của cô đâu rồi? Đây. Layout inflator. Khai báo inflator đây. Thôi cô khai báo vào trong cùng này luôn nha. Thôi khỏi, cái này cũng được. Đây. Layout inflator. Thôi cô khai báo luôn nào. Layout inflator. Inflator này cô gán bằng, đầu tiên các bạn phải ép kiểu nha. Nhìn nè. Ép kiểu layout inflator dành cho cái context chấm. À, context này thì cô lại ép kiểu nó là activity. Rồi, ép kiểu thằng context. Đó. Rồi, cái này mới là chấm gì? À, activity, các bạn import nó vô nha. Import cái anh activity này vào. Cái này các bạn để là context. Rồi, các bạn mới chấm. Rồi.
Inflator. Get layout inflator. Chấm phẩy. Đó. Các bạn phải ép kiểu, nó hơi dài dòng tí ha. Được chưa? Đây, ép kiểu nó. Rồi. Rồi, cái này các bạn mới là... Được chưa? Rồi, bây giờ nhìn nè. Inflator, các bạn mới inflate một cái resource. Resource này r.layout. À, chấm. Nhưng mà layout này có chưa? Layout này là cái gì biết không? À, rồi, bây giờ nhìn nè. Cô chỉ, quay lại đây, cô chỉ cái này layout. Nhìn nè. Đây. Nghe nha. Rồi nhìn nha. Đây. Cái này có phải là một cái list view không? Thì cái này một cái layout đúng không các bạn? Đúng không ạ? Cái này là một cái layout. Thêm một cái nữa. Thì các bạn thấy là cái này là một cái cell, hai cái cell. Đúng không? Mà cái layout này các bạn phải tự tạo ra. Thì các bạn phải tạo một cái cell của layout này. Đồng ý không? Bây giờ nhìn nè. Bây giờ muốn có layout, nghe. Nào, muốn có cái layout này các bạn vào đây. Vào rest, vào layout. Các bạn new một cái cho cô. New layout ở đâu ạ? Đâu rồi? XML layout đây. Các bạn đặt cho cô là người dùng cell. Ok. Đặt vào đây. Và layout cô sẽ đặt như sau. Nhìn ha. Cô đặt rất đơn giản thôi. Nghĩa là khỏi có cần cái hình không? Khỏi hình. Bây giờ cô thêm hai cái này, thêm cái delete đúng không? Ờ ok. Muốn cái này chạy ổn định các bạn cho cô cái layout là đây, linear layout horizontal. Ok. Trong này cô sẽ tạo một cái là layout vertical và một cái là layout linear layout. Rồi vertical, ok. Xong cô tạo tiếp một cái layout là gì ạ? Text view, một cái text view. Hai cái text view. Ok, và tạo một cái hình nha các bạn, image. Đây, image view. Tạo cái hình delete ha các bạn. Rồi, cô chưa có, chờ cô một chút xíu, cô lấy cái hình. Đây, chịu khó một tí, sắp xong rồi nha. Học liệu nè. Tài nguyên khác nè, drawable. Các bạn Ctrl A, Ctrl C, các bạn copy vào drawable ha. Đâu? Như vậy. Đây, copy vào drawable. Ok. Rồi các bạn kéo thả dùm cô cái email view vào đây. Các bạn vào rồi vô cái delete đây đúng không ạ? Delete ok. Rồi bây giờ vào đây sửa lại cho cô một chút xíu nè. Text view email view. Các bạn để vào ở ngoài. Ok. Ra chưa? Sao khoan, cô coi sao bị lỗi rồi. Text nè. Xóa bỏ cái này cho cô ha. Match parent đúng rồi. Match parent rồi Oreo rồi. Thấy lỗi rồi, lỗi đâu?
email. Ok, được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ lấy cái layout này nè. Người dùng sale này cô sẽ đổ vào đây. Nghĩa là mỗi lần cô đổ một sale, một lần cái view của cô đổ get view thì cô lại đổ một sale lên đây. Mỗi lần get view cô lại đổ một sale lên đây. Ok. Vậy cái chỗ này là giao diện của ta sẽ là r chấm gì đấy ạ? Layout chấm người dùng gì kì nhỉ? R chấm layout. R Android chấm R chấm layout chấm ủa xong ra ta R chấm layout chấm người dùng sao phải nôn khoan nha cô sao bị lỗi chỗ này từ từ nha đây get layout inflate là đúng rồi nè activity đúng rồi nè layout inflator đúng rồi R sao bị lỗi chỗ này khoan cô coi cái chỗ này xí nha các bạn cái chỗ này là layout rồi cái này dùng cái system service rồi ok rồi, cô lấy cái này luôn đi. Context get system service. No, sao bị lỗi. Ủa đúng rồi mà các bạn sao kỳ vậy ta? Tại sao? Rồi ép kiểu cái này thành cái activity nha. Kiểu cái thằng contact này thành cái activity nha. À, tại sao bị lỗi? Contact
Các bạn nghe lại xem từ từ nha. Sale kéo thả cái sale tech view. Rồi bây giờ cô chấm sale đi ha. Về hả thử gì kỳ vậy. Chấm layout đúng rồi. Rồi ok. Rồi ok hết lỗi. Thực ra cách nào cũng được. Nhìn nè. Cô sửa lại cái này nè, layout nè. Các bạn có thể get system service cái này cũng được. Hoặc các bạn get layout cũng được luôn. Get layout inflator cũng ok luôn. Được chưa? Mấy cách đều được hết. Ok. Xong chưa? Rồi, bây giờ nghĩa là cô get sale rồi, bây giờ cô gán ngược lại các bạn nhìn nha. Cô gán ngược lại, bây giờ cô sẽ nói nè. Các bạn gán. Rồi, ta làm một cái holder. Class holder nhìn nha. Cô tạo một class holder. Đây, view holder class. View holder. Ok. Nó gồm 4 cái tag view. 4, 3 tech view. Cái giao diện của ta là có mấy? 2 tech view và 1 cái email view đúng không? 2 tech view và 1 cái email view. Okay. Tech view. Đó. Cái này có để là username. Tech view username. Hai là câu để cái thứ hai nữa là họ tên đi ha. Tech view họ tên. Một cái email view. Nào chờ tờ nào. Email view. Câu để là cái close là delete ạ, delete ha. Email view delete. Đó, cái holder có làm từng đấy thôi. Bây giờ cô tạo cái holder này. Là view holder. Giữ chỗ chính là cái view. Giữ chỗ là chính là cái view á. Đó. Holder. Đấy bằng nun. Và đây các bạn khởi tạo nó luôn. Cái này là holder. Gán bằng new. Cái view holder. Ok. Rồi bây giờ ta coi nè. Ta sẽ ánh xạ. Ánh xạ từ cái view holder xuống cái layout. Có hiểu không? View. Chấm. Cái gì ạ? Holder. Chấm. Tag view. Username. Sẽ gán bằng view chấm file view by đi r có chứ, phải f thôi chứ, chấm id chấm gì ạ? Cái kia không có đặt tên rồi đúng không? Cái kia ta không đặt tên đúng không? Đây người dùng sale ta không đặt tên đúng không? Đây tag view cái này ta để là gì đấy hả? Username. Username. Cái ta để là
password. Còn email view ta để là gì? Close, delete. Ok, vậy đi. Cho nó nhanh. Làm lẹ các bạn về ha, từ từ. Nhanh nè. Chấm gì á? Username. Ok. Rồi, ép kiểu là text view. Ok. Rồi còn gì nữa? Copy ha. Ờ, Ctrl D cũng được. Rồi cái này là cái gì? Password đúng không? Không phải password, họ tên. Cô lấy mỗi họ tên thôi. Cái này là gì đấy? Ồ, cái này để lộn ha, password. Không sao. Sửa đi. Sửa. Từ, bình tĩnh. Sắp hết giờ thành ra vậy đó, họ tên. Ồ, chờ xíu nha, mất nhiều thời gian quá. Rồi, còn cái này là cái gì? E holder. Chấm gì đây? Email view del. Gán bằng. Cái này là gì đây? Image view. Cái này là gì ạ? Delete. Rồi chưa? Ok. Rồi, bây giờ ta mới đến cái gì đây ạ? Ép cái này set tag cho nó đúng không? Vậy set tag như thế nào? Nhìn ạ. À, cái này có làm on click luôn không? Bỏ nha. Từ từ làm ha. Ok, bây giờ set tag cho nó nè. Vào cái holder. View chấm set tag vào cái holder. Còn ngược lại thì ta gắn holder bằng gì? View chấm get. Xong chưa? Đúng không? View holder. Ok, ép kiểu nó thành view holder. Xong chưa? Đó. Vậy cái này nè, là ta chỉ tạo một cái chỗ để ta đựng dữ liệu thôi, để dữ liệu thôi. Mới tạo một chỗ. Và cái này, cái chỗ này chưa hề có dữ liệu nha. Muốn có dữ liệu ta phải làm sao á? Đổ dữ liệu vào. Đổ dữ liệu vào như nào? View chấm gì các bạn? View chấm, không phải set tag. View chấm gì đây ạ? Username đâu? Holder chấm username chấm set text là gì ạ? List chấm get. Ở đây ta ID là gì? Y chấm, ở đây y em ơi, cái này là get gì đấy? Get username chấm to string luôn. Rồi holder chấm tv họ tên gắn bằng set text list chấm get y chấm get họ tên chấm to string. Rồi image hình thì phải làm sao ạ? Hình thì sao ạ? Hình có làm không? Dạ. Hình. Thì là sao? Họ tên holder chấm gì á? Image delete chấm set image source. Đúng không? Rồi copy luôn nè. Image source rồi bộ. Hình của ta là tên là gì ta? Đúng chưa? Có nó có phải không? Có phải không? Không phải. Cái hình xóa đâu rồi? Holder delete của ta đâu rồi? Trời. Ok.
để lại đây đi. Cái này là delete icon là gì ta? Icon close. Được chưa? Ok, xong chưa? Vậy thôi. Và return cái view. Nhớ là return view ha. Xong. Rồi bây giờ ta dùng nó nè. Thử ha. Cái này ta dùng là cái gì ạ? Người dùng adapter gán bằng new. Người dùng adapter truyền vào của ta sẽ là mainactivity.dist phẩy và ta đó là list. Xong chưa? Rồi và ta gì nữa, set gì đây? List view. Lister người dùng chấm gì đấy ạ? Set adapter, đưa cái adapter vào. Xong chưa? Chạy nha. Run. Lỗi thì sửa. Bình thường. Lỗi thì sửa. Nói vậy cho từ nãy giờ khô hết cả cổ ấy đó. Lâu quá à. Rồi ok. Mày cái này ít lỗi lắm. Mà lỗi ta sửa bình thường. Code mà không có lỗi không phải code. Code không có lỗi không phải là code. Ngồi nãy giờ là đuổi lắm rồi nha. Từ nãy giờ là tôi không có lờ lờ nha các bạn. Ôi năm rưỡi là có con ca nữa đó. Bốn lẻ một hay sao? Không, nhưng mà thiếu một cái, biết thiếu gì không? Thiếu không delete luôn. Mà tại sao thiếu cái hình biết không? Thiếu cái hình. Tại vì lúc cô design là nó không show được cái hình. Cái hình đó nó đâu mất tiêu, nó hết lỗi thôi. Nhưng cái hình đâu chạy đâu mất tiêu rồi á. Để cô coi lại, nhưng mà không lỗi ha. Đấy nó bay mất cái hình của rồi. Đúng chưa? Ok chưa? Bây giờ chỉ lấy từ database ra thôi. Có chờ nốt để lấy database không? Hả? Thì đồng ý. Từ từ đã, cô phải up nó xong đã bây giờ nha. Khoan nè, còn một chút xíu nữa rồi. Cùng cái mạch cô nói luôn. Trật tự. Cùng một mạch của nó thì cô nói luôn nè. Bây giờ đến đổ ha. Bây giờ các bạn clip này nè. Thay vì các bạn làm cái này đúng không? Thì lấy từ đâu ạ? Từ database. Database đang ta đang dùng là cái thằng adapter. Adapter down đúng không? Ok. Rồi, bây giờ cô sẽ làm cô lộn nhầm down đâu? Cái down đâu? Cái down của cô đâu? Đây. Ta đang dùng cái người dùng DAO đúng không các bạn? Đấy, cô sẽ lấy anh này. Người dùng DAO, cô truyền vào contact đi ha. Và ở đây cô dùng cái hàm, cái method là get view on. View on đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ làm như sau. Ở trong chỗ main activity, ta sẽ tạo một cái là cái này là người dùng DAO. Thấy chưa? Người dùng DAO, DAO,
Và ở đây em để là bằng new cũng ở đây luôn cũng được. New người dùng đào. Đây, khoan, con new ở đây luôn nè. Đây, con new ở đây nhé, nhìn nè, nhìn nè. Đào bằng. Ta truyền vào context, ta truyền vào context là main activity.did. Rồi, ta lấy cái down, cái list gán bằng down.viewOn. Bỏ cái này đi ha. Được chưa? Chạy nha. Tức là ta thay cái này bằng một cái dòng này thôi. À quên, run chứ. Chạy lại. Các bạn ơi, các bạn keep silent please. Ô bên kia, cô lấy đúng chứ ta? Lấy đúng rồi đúng không? Ủa? Cái list này cô đổ về, đúng rồi. Đổ về cái list người dùng thôi. Đâu có ảnh hưởng gì hòa bình thế giới đâu. Ủa mà cô, cái bài này là cái cái bài sách. Tại sao không ra cái gì? Có rồi, cô có một cái insert into mà. Đâu cô có mà. Không, dữ liệu cô không trống, cô để rồi. Đây. Đây. Chạy rồi, không trống được. Không, từ từ. Không phải, nhưng nó phải bỏ lỗi. Nhưng nó không bỏ lỗi, đang coi tại sao cái khoan từ từ nha. Các bạn muốn kiểm tra xem cái DB có trong này chưa, các bạn vào đây nè. Nghe, các bạn vào data. Vào data một cái nữa. Các bạn bình tĩnh, cô mi vội hơn các bạn chứ. Đây. Cô, các bạn kiểm tra ở trong cái package này nào. Đâu? Com chấm. Đây. Các bạn kiểm tra xem database được tạo chưa. Database tạo rồi. Đây, tạo rồi. Demo tạo rồi, có rồi. Bây giờ muốn xem có dữ liệu chưa thì các bạn click chuột phải, các bạn download nó về. Save as. Vào desktop hả? OD đại đi. Ok. OD. Đây. Demo đây, các bạn có thể open nó, cài một cái plugin được. Cái này các bạn add thêm cho cô một cái plugin. Không, mình cái này nhanh thôi các bạn. Search nào. Thấy không, thấy không? Thấy dữ liệu không? Open with txt coi. Notepad đây. Sao thấy được? Kéo đằng sau không? Nó có một cái giấy bò rồi, một bò. Toàn cấu trúc không à? Add format toàn cấu trúc không à? Có khi nào nó không có ấy không? Cô nhập thì bút cái lúc mà nó đổi lên đấy. Rồi coi cái dữ liệu là một cái con nhỏ nó đổi chứ. Đã làm coi cái con nhỏ nó có. Cái gì, cái gì? Chấm cái dấu thì bút ngay cái đó mà. Cái lúc mà nó đổi cái nhỏ ra cái lúc luôn. Khoan, đây hả? Người dùng đau đúng không? Không, ở ngoài em biết cái đầu mà lại không xóa một kia. Cái chỗ mà đổ cái liếc ra. Activity này hả? Chấm cái dấu hiệu ở cái lúc mà nó đổ ra cái liếc đó. Bây giờ cô check. Nhưng nhầm dấu cái đó chứ một dấu là được. Cái lúc mà lấy đổ ra cái. Không, nhưng mà cô nên để đấy anh ta. Không, 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 thì cô coi nè. Người dùng nè. Thì cái đó là cái
Đây đây chạy lại nha. Lần sau nữa chạy nhanh hơn. Không, nó trả về một clip rồi. Clip này chạy ok là nó không phải liên quan layout nữa. Các bạn tốt xem nó ra bao nhiêu nha. Không, không có dòng nào. Không có dòng nào các bạn ạ. Đấy, thôi được rồi. Lỗi của nó là lỗi không có dòng nào. Bây giờ ta phải kiếm xem nó không, vì sao không có dòng nào. Bởi vì chỗ này nè. À khoan, khoan, qua câu hỏi cái một chút thôi. Cái này là bắt đầu từ 1 hay không nhỉ? Cô không nhớ chính xác. Cột mà. Cột là bắt đầu từ 1 hay không? List view ở đây cơ. Không. Bắt đầu từ 0. Cái vị list list đâu? Put put nè. Get on người dùng nè. À, à bình thường. À. Không có gì. À năm nữa luôn. Raw query nó ra trả về ông ta. Query cũng được, raw query cũng được. Move to first, đúng rồi. Đây, 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 đây. Cái này đáng lẽ không có sai đâu nha. Tại vì thằng này cô nick cái này. Ờ cái này mà bằng không nữa là ta ngưng ha. Cô phải coi nó tại sao không có dữ liệu. Câu lệnh truy vấn không sai, mọi cái không sai đúng không? Thì chứng tỏ là câu lệnh mà chèn dữ liệu có thể có vấn đề. Nó không chèn được dữ liệu. Rồi ok. Giải thích luôn vì sao lỗi. Ra chưa? Ok chưa? Cô giải thích nè, nghe nè. Cái này move to first rồi. Xong cô để dòng move to next nữa là nó next nó có một dòng à. Nó next luôn. Hiểu không? Nó next luôn, nó next luôn, nó qua cái dòng đấy luôn. Nghĩa là một dòng đầu xong next cái nữa, nó qua luôn dòng đấy, nó không lấy được dữ liệu. Thay cái điều kiện này đi nè. Và mỗi lần được cái thứ nhất xong nó mới next tiếp sang cái thứ hai. Hiểu hiểu không? Sai chỗ đấy thôi. Ok chưa? Good chưa? Xong chưa? Rồi ok, giữ. Rồi.